Còn nệm thì đi đường này trước nha. Ngồi cẩn thận đừng ngã đâu. Ôi con ướt hết quần áo đấy. Ơi có bong bóng giống này. Bọt này, bọt này. Đây để bát đây nha. Này gấu này. Gấu này. Nhìn mẹ này. Thổi không? Ôi. Tí tí nghịch thế. Tí tí ngồi đây. Ngồi đây giữa mẹ nha. Này. Đây mày cho con chơi cái này này, cho con chơi cái này này. Đây. Đây đấy, mẹ thấy cái này chơi hay thế. À mẹ lấy cái ống hút mẹ thổi cho nhá. Lấy ống hút thổi nha. Lấy cái ống mẹ thổi bong bóng cho nhá. Ơ. Này. Lấy cái này á. Rồi để mẹ mua mẹ lấy cái ống mẹ bong bóng cho. Chơi luôn. Đây, con Titi này. Đừng góp. Này, con Titi này. Ê, ê. Titi bắt xào phòng. Này. Ê. Thổi đi. Chạy rồi. Thôi đừng có đổ vào đây nè con. Này gấu này nhìn to chưa? Gấu này. Này tiếp nha. Con để em Titi chờ với nha. Mẹ cho này. Tiếp nha. Ui. Ui. Thích không? Thích rửa bát với mẹ không? Hả? Ui dồi ôi, gấu ướt hết rồi. Mẹ bảo ngồi đây xem mẹ thôi mà. Này gấu này, Titi này. Ui. Sao ấy? Hả? Sao ấy? Sao ấy giận dỗi cái gì ấy? Hả? Giận dỗi cái gì đấy? Nha. Giận cái gì? Hả? Đang ngồi chơi mà giận cái gì? Rồi, dỗi rồi. Dỗi gì ấy? Hả? Hả? Đang ngồi rửa bát đây mà dỗi cái gì? Cả mẹ cả chị đang ngồi đây mà. Hay là chị gấu không chơi với em đúng không? Chị gấu không cho em cái thìa em chơi đúng không? À chị gấu nha, không cho em cái thìa em chơi nha. Không cho em thìa em chơi để em dội đúng không? Chị gấu cho em một cái thìa nào. Cho em một cái thìa em xúc nước nào. Này em dội rồi. Thế thì này. Dội cái gì mà dội. Khiếp. Đi. Đi. Dỗi gì? Hả? Rồi ngồi xuống đây. Thích dỗi thì cho xuống đây luôn. Đi xuống đây. Nhanh. Ai làm gì con mà con dỗi? Hả? Chứ em mượn cái đấy em chơi. Chứ em có em không có em dỗi rồi. Này chị cho này. Đi. Đi đi. Chị cho này. Ừ, Ti này, chị cho này. Lấy chơi đi. Đấy, không thèm luôn.
Giận dỗi thật rồi. Thế kệ, kệ đi nha. Nha. Dỗi cho chơi một mình nha. Ai làm gì mà dỗi? Ai làm gì mà dỗi? Ai làm gì mà dỗi? Thế không chơi với chị Gấu đúng không? Không chơi với chị Gấu nữa đúng không? Thì thôi nhá, mẹ cho em chơi một mình nhá. Được chưa?